Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng, thì người đi lên núi. Và lúc người ngồi xuống rồi, các môn đệ đến gần. Bây giờ người mở miệng dạy cho họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai ăn ở hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp cho mình. Phúc cho những ai đau buồn sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người khác, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có tấm lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi người ta ghen ghét bắt hại anh em, và bởi vì ghét thầy thì họ vu khống cho anh em mọi điều gian ác. Anh em hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của anh em sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kho tàng chuyển về thiền của Trung Hoa đã khá vĩ đại, nhưng kho tàng chuyển về thiền của Nhật Bản tinh vi hơn, phong phú hơn và đa dạng hơn. Một trong những câu chuyện thiền nổi tiếng đó là về nhà sư mang tên là Tokei Hakuin, là một thiền sư sống ẩn dật trên một sườn núi. Ông sống rất nghèo, ăn chay quanh năm, không tham. Nhiều tín đồ lên dâng cúng cho ông, ông không lấy. Ông nói: tôi không cần, thôi quý vị đem cho người khác. Thậm chí người ta đem rau và những cái quả cây mà ông dùng. Ông nói: không, trong chùa trồng được bao nhiêu, dùng bấy nhiêu. Ông sống rất nổi tiếng, cho nên cũng có người không thích. Đương nhiên người ta ghen ghét, nói xấu ông. Có người truyền lại đến lỗ tai ông, thì ông mỉm cười, ông chỉ nói cái câu tiếng Nhật: so is that. Tiếng Anh là is that so. Tiếng Việt mình dạy dịch là: thế à, người ta nói tôi thế à. Và ông có một câu đó thôi, rồi miệng mỉm cười. Trong làng ở dưới chân núi của ông có một gia đình giàu có cô con gái bỗng nhiên có thai. Tôi dùng chữ bỗng nhiên là vì cha mẹ không biết, chứ đương sự phải biết. Cô nàng sợ cha mẹ và áp lực của gia đình quá nặng, cho nên mới nói cái thai này là khi con lên viếng trên chùa thì thiền sư Hakuin đã tạo ra. Vừa nghe như vậy, tất cả làng nổi nóng lên: đồ cái thằng cha giả hình, chúng ta cho quả cà quả dưa không lấy, mà lại lấy cả trinh tiết của một cô con gái ngây thơ dễ thương đến thế. Họ giận dữ kéo lên chùa đòi lôi ông ra để treo cổ. Lúc họ la hét như vậy, vẫn thấy ông bước ra cửa mỉm cười. Ông là đồ giả hình, ông cũng so deska. Vậy à, ông là cái điều đồ sở khánh, ông làm cho con bé này có thai mà ông bây giờ ông chối à? À vậy à, quá điềm tĩnh đi. Cho nên già làng, ông trưởng làng mới nói: ông trả lời cho chúng tôi, ông có là tác giả của cái bào thai không? Ông lắc đầu và ông nói không. Mà người ta muốn nói gì cũng được, không sao, tôi có gì để mà mất đâu.
người ta sắp lấy mạng sống của ông cũng được, tôi về với Phật sớm hơn. Thế là họ mất hứng đi, và già làng nói không có bằng chứng cho nên thôi trở về đi, quý vị cứ ở về. Nhà sư vốn điềm tĩnh đứng đó chào họ, nó mời các vị xuống núi được bình an, đừng ai trật chân hay lật té đổ nhào. Ai cũng nghĩ đó là một cách ông gian dối để chạy tội. Ai cũng nghĩ ông là một người giả hình. Ông lặng lẽ, mỉm cười, vô trước bàn thờ Phật, ngồi cười. Rồi khi cô gái sinh con, thì gia đình túm đứa bé lại, và dân làng lại kéo nhau lên để trả con. Đập cổng chùa, ông mở cửa ra, con ông đây, lấy đi, nuôi đi. Thế ông ấy thò tay cầm cái bọc vải, nhìn đứa bé, ông mỉm cười và nói, vậy à, đem vào núi. Nhà phú hộ thoát được cái bào thai thai nhi phải nuôi mà không có cha, bây giờ lại tống lại được cho ông sư mừng lắm. Ông nuôi đứa nhỏ từ 10 tháng, 18 tháng, rồi nó thành 2 tuổi, rồi nó thành 3 tuổi, nó ở với ông 3 năm, nó thương ông và nó kêu ông bằng bố. Ông nói đừng có nói bố, thêm chữ sư của mày, sư bố. Hai bố con thương nhau vô cùng. Nó lẻo đẻo nó đi theo ông, nó ngồi tụng kinh, nó gõ mõ cho ông. Rồi cái người thiếu nữ kia hối hận vì đã nói dối và đánh mất đứa con. Nàng nhớ giọt máu của nàng, nàng nói thật với người cha. Thế là ông bố cũng bối rối biết làm sao, nói cho cả làng biết chúng ta đã nghĩ oan cho ông ấy sư rồi, bây giờ lên mà xin lỗi. Nghe cái tin này ai cũng thấy xấu hổ và cũng phục ông sư đã nhục mạ một con người vô tội mà ông không một lời đính chính. Một lần nữa kéo lên, ông lại ra mỉm cười và nói chúng tôi biết ông không có tội. So that's got. Vậy à, và con này cũng không phải đứa con của ông. Vậy à, cho nên chúng tôi lên đây để mẹ nó xin nó lại. Thằng bé hòa lên khóc, chạy vào ôm chân ông. Ông sờ đầu nó nói, con không phải là con của ta thì mẹ thật của con kìa, thôi con về đi. Rồi ông bế nó ra trao cho bà mẹ. Mọi người đứng nó nhìn ông, nói chúng tôi phục ông lắm. Ông nói, à vậy à, chỉ có một chữ vậy à thôi. Hai tiếng vậy à của ông ấy, nó nói lên cả một chương trình 8 mối phúc thật. Không dễ gì mình sống được như vậy đâu. Mình vừa bị một tiếng oan thôi là mình đã la toán rồi nè. Oan, cái tôi cũng có nói là mình quanh co, chối tội. Cái thái độ rất khiêm nhường, điềm nhiên, hiền lành và hoàn bác vui vẻ để đón nhận mọi nghịch cảnh là thái độ mà tám mối phúc thật hay bài giảng trên núi dạy cho chúng ta. Thưa quý ông quý bà, rất khó áp dụng. Tôi lặp lại lần nữa, rất khó áp dụng. Hai cái tiếng thế à đó không dễ nói đâu. Trưa nay tôi đi dự lễ cưới ở dưới nhà thờ Thánh Tòa, trời nó nóng. Trên đường tôi cứ nghĩ tới cái bài này nè, hay lắm, tôi thấy hay thiệt. Ước gì mình cũng nói được thế à rồi. Tôi về tới cái cổng đây, cho chiếc xe nó biết ngay cổng tôi vào không được. Tôi nhìn số xe, tôi chửi thầm. Tôi chửi xong rồi tôi mới thấy trên chiếc xe có chữ VTI, vậy thế à. Mới chửi xong rồi, tôi tính là bịt xe tôi đó để cho người kia ghe ra không được, để một chút ra là phải tìm gặp mặt tôi. Xong tôi nghĩ mình chưa bằng cái ngón chân út của cái ông sư đó, cho nên tôi mở cổng kia tôi chạy vô. Vô rồi mới thấy còn bất an. Áp dụng lời Chúa không có dễ. Nói cái lý thuyết thì dễ phải không?
ai chọc mình cái thử coi, một câu nhịn chín câu nhục phát lại được không? Dễ gì mà nhịn, người ta nói một câu nhịn chín câu lành, nó rất là hay. Và thực tế đi, đừng nhìn lý thuyết, thực tế là phải canh chừng mình luôn luôn. Nếu không là mình không áp dụng được thái độ Chúa bảo phải sống nghèo đừng tham, Chúa bảo phải sống hiền, Chúa bảo phải sống chấp nhận đau khổ người ta gửi đến cho mình như cái ông Hakuin hôm nay. Chúa bảo phải làm hòa đừng gây chiến, Chúa bảo đủ thứ phải ăn ở trong sạch. Nhưng mà tôi cũng hôm qua mấy cô ca đoàn mặc áo dài cho tôi ngó, trời ơi chảy nước miếng, tôi muốn xỉu luôn á. Thấy quê thiệt á. Nói thì hay lắm mà cái tôi hồi thấy người ta đi như cái tà áo nó bay bay, ngó muốn rớt con mắt ra. Chứ đừng có nói lý thuyết, đừng ai nói hết thấy họ đẹp. Ông cha già ở Mainland ông nói hồng, mình phải nhận sự thật. Dân lễ xứ của ông ta, tôi đi thực tập trong chủng viện đó, xong lễ Chủ nhật đứng ở tam cấp nhà thờ Mainland, quý vị biết có 7-8 ở tam cấp. Ông kêu hồng, come here, I tell you what. Mình đến nói cha nói gì, có thấy cái cặp giò của cô kia đẹp không? Tháng 12, trời nóng, nó mặc váy hơi quá tiêu chuẩn ngắn. Còn tôi mới quay lại nói, con thì thấy đẹp mà cha già rồi mà, 80 mấy rồi mà cha vẫn còn thấy đẹp à? At your age. Ông nhìn, mày đừng có nói láo. Đàn ông mà chết rồi, 5 phút sau mới hết thấy tụi nó đẹp. 5 phút chết, tức là thành thầy ma rồi. Cho nên đừng có nói lý thuyết. Xin hãy chấp nhận sự thật, 8 mối phúc thật. Chúa nói là kim chỉ nam cho mình, không phải mình áp dụng hết đâu. Xin hãy áp dụng một lần một điều. Giống như có cha xứ nóng tính lắm, đi tĩnh tâm về 8 mối phúc thật, ông ấy chọn ngay cái điều hiền lành, về vô computer đánh một cái bảng in ra to treo trước nhà xứ. Con người cũ của tôi sau khi tĩnh tâm về đã chết. Ô, hôm đó vô nhân lễ hiền lành quá sức luôn, ăn nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm. Được ngày, hai ngày, tới ngày thứ ba cái bà bếp nấu hơi mạnh, ủa la cho một trận, bà phải khóc lóc chạy về nhà luôn. Thì hôm sau ông la rồi mà vẫn còn tức, bởi vì mình đã cao áp huyết mà nó nấu thật mạnh là mình nó muốn giết mình à. Hôm sau đi lễ quên nhìn cái miếng giấy mình treo, tới hồi dân lễ về đứng ngay cổng nhà xứ nhìn lên, thằng nào nó in bản khác nó để chết chưa đủ 3 ngày đã sống lại. Thấy chưa? Rõ ràng nó chuyện cười thôi đó, cái đó của Đức Cha Khôi đó. Đức Cha Khôi là tôi nhớ nhiều nhất là vì Đức Cha Khôi cùng quê với cha Chiến. Mà tôi thì hay nhái tiếng cha Chiến. Hôm đó ăn ở nhà cha Thúy, cha Chiến mép nói đây tới Đức Cha, cái ông Hồng này chuyên môn nhái tiếng địa phương Bình Định của mình, là Phú Yên của mình. Đức Cha nhìn tôi nói, đứa nào nó nhái tiếng con cứ giả mò nó. Giống y luôn, cái giọng lên cũng giống y, giả mò nó. Thưa quý ông bà và anh chị em, xin hãy chọn một điều. Những người nóng tính chắc nên chọn cái điều tập trì hoãn lại tính nóng của mình, dùng chữ delay của tiến sĩ Scott Beck. Cái đó là cái cần tập nhất, và hầu như ai cũng có tính nóng hết. Và càng ngày công việc và xã hội nó áp lực lên trên đôi vai của mình, nhiều khi mình càng nóng hơn, càng ngày càng nóng nếu không ý thức. Xin hãy tập một điều thôi. Ai hay ngó quanh ngó quẩn, nghĩ vẩn vơ thì xin hãy tập cái điều để được nhìn xem thấy Chúa. Cái điều đó đặc biệt nhất, quý vị có để không? Ai có tâm hồn trong sạch là những người sẽ nhìn thấy Chúa. Còn ai làm cho người khác hòa lại với nhau, người đó là con của Chúa. Hai cái điều quý nhất, một điều là nhìn thấy Chúa, và một điều được gọi là con. Còn những điều kia là được đất nước, được cái phần thưởng thôi. Thế mình chọn cái nào? Tùy quý vị.
Dựa trên 8 mỗi phút thật hôm nay, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta nhận ra một điểm của chúng ta cần tập để bớt đi, để con người hoàn thiện hơn. Và phải xin Chúa giúp, nếu không tự sức mình thì con người cũ của mình nó sống lại liền. Chắc quý vị còn nhớ câu chuyện kết thúc. Con ông đi làm về nhà ở cảnh chùa, thằng con 12, 13 tuổi đang ngồi khóc. Mày đi vô chùa phá trống phải không? Nó khóc, nó không nói. Chắc vậy rồi gì? Ở trong chùa người ta quánh mày phải không? Ông sụp quá, vậy đẩy chiếc xe vừa qua vừa sắm tay áo lên, gặp ông sư trung niên thôi, ba mấy 40 tuổi, đang quét lá trong sân. Thấy ông sư? Dạ, bẩm thiện nam tín nữ. Thôi ông đừng có lễ độ, có phải ông rượt con tôi nó chạy về nhà phải không? Ông sư để cái chổi xuống, thiện tai, từ nhỏ đến lớn, bần tăng chưa có rượt ai. Rồi ông quét tiếp, thôi ông đừng có nói giống, ông không rượt hay là ông chửi nó, ông mắng nó sao mà nó khóc quá trời. Lại để cái chổi xuống, thiện tai, từ nhỏ đến giờ, trên miệng bần tăng chưa chửi mắng ai. Rồi quét tiếp, thôi đi ông đừng có nói dốc, chắc ông lấy cái chổi này ông quánh nó. Ông có ngon ông nhào vô, tôi cho ông một trận, bây giờ ông chừa. Ông để cái chổi xuống, cũng sắn tay áo lên, rất bình tĩnh nói, thiện tai, từ nhỏ đến lớn, bần tăng chưa ngán ai. Có ngon nhào vô.